Cô bé Mary này là một thần đồng nhưng gia đình lại cho cô bé học lớp 1. Cô giáo bắt đầu hỏi, 2 cộng 2 là mấy nào? Mary nằm ườn trên bàn không thèm trả lời gì cả. Có bạn học sinh trả lời là 4. Cô giáo lại hỏi, 3 cộng 3 bằng bao nhiêu? Các bạn học sinh đều không trả lời được. Mary không nhịn nổi nữa nói, đây là thể loại trường gì thế, ngốc đến mấy cũng biết là bằng 6. Cô giáo cảm thấy Mary hơi ngông cuồng nên yêu cầu cô bé đứng lên rồi nói, em giỏi quá nhỉ, thế 9 cộng 8 bằng bao nhiêu? 17. Chính xác. Thế còn 15 cộng 17? 32. Cô giáo gật đầu, vì vậy bắt đầu thêm hàng trăm. 57 cộng 135 bằng bao nhiêu? 192. Cô giáo suy nghĩ một lúc, dừng lại 3 giây sau đó nói, đúng rồi. Tiếp đó cô hỏi một câu mà học sinh lớp 1 không thể trả lời được. Vậy 57 nhân 135 thì sao? Cô giáo nghĩ phải làm khó Mary nếu không sẽ mất mặt trước học sinh. Mary thở một hơi, cúi đầu xuống suy nghĩ rồi liếm môi. Sau 5 giây, cô giáo đắc ý vì cuối cùng đã làm khó được Mary. Cô giáo đang định tiếp tục giảng bài thì lúc này Mary đã lên tiếng. 7695. Cô giáo bối rối, không phải chứ, cô vội vàng đi lấy máy tính và bấm ngay, chính xác là 7695. Mary còn cho biết thêm, căn bậc 2 của nó bằng 87,72. Chúa ơi, không lệch chút nào sau dấu thập phân. Sao cô bé có thể tính ra được thế? Bây giờ cô giáo mới biết trong lớp mình có một cô bé thần đồng. Cô bé Mary chỉ mới 7 tuổi. Lúc này hiệu trưởng bước vào lớp. Mary đột nhiên giơ tay hỏi, cô ấy là sếp ạ. Giờ em muốn cô lấy điện thoại và gọi cho Frank và nói đưa em ra khỏi đây. Hóa ra Frank là cậu của Mary. Lúc này anh đến trường đón Mary. Cô giáo đuổi theo và nói rằng Mary là một thần đồng. Nhưng Frank lại một mực phủ nhận nói rằng cô bé chỉ là từng học phương pháp Trachtenberg chứ không phải thần đồng. Và hứa lần sau Mary sẽ không gây chuyện nữa. Ngày hôm sau, Mary lại đến lớp. Hôm nay là một bài kiểm tra, cô giáo đã phát giấy. Nhưng một bài toán lớp 1 sao có thể làm khó được Mary? Cô giáo còn chưa giải thích xong cách giải thì Mary đã nói, xong. U là trời, cô bé làm xong chỉ với 1 phút. Nhưng cô giáo đã có chuẩn bị sẵn một bài kiểm tra dành cho học sinh cấp 2 để đưa cho Mary làm. Mary lật ra xem qua, so easy, lại bắt đầu tập trung làm bài và hoàn thành nó trong 5 phút. Cô giáo xem qua một lúc thì thấy làm đúng hết. Cô vẫn chưa phục, lại lấy đề thi tuyển sinh đại học ra. Chỉ vì để làm khó Mary, ngày hôm qua cô đã phải lên mạng để tìm đề thi. Bây giờ Mary bắt đầu nghiêm túc làm bài. Đề thi chứa đầy những câu hỏi về số và căn bậc 2. Mary thậm chí không có giấy nháp nên đã tính nhẩm. Câu này chọn C, câu này chọn D. Sử dụng giá trị tuyệt đối cho câu này, chỉ mất 10 phút để làm xong bài kiểm tra. Cô giáo sửng sốt, không phải chứ, cả đêm tìm những bài khó như vậy mà 10 phút đã làm xong. Mary mỉm cười với cô giáo, còn cô giáo cũng rất vui. Đó là sự thật, không thể nghi ngờ rằng Mary là một thiên tài. Khi về văn phòng, cô giáo vội vàng tìm kiếm tên của Mary. Đúng như dự đoán, mẹ của Mary tên là Diane Adler, là một nhà toán học nổi tiếng tuổi còn trẻ. Với thực lực của mình, Diane đã sắp giải được phương trình Navier-Stokes, đó là bài toán thiên niên kỷ của một nhà toán học. Cô giáo thấy thế thì lập tức cảm thấy kính nể. Nhưng ở cuối trang viết rằng Diane đã tự tử, con gái của cô được nuôi dưỡng bởi người em trai Frank. Cô giáo tìm gặp Frank, Frank cho biết bố của Mary là một gã đàn ông đểu, đã chia tay với chị gái anh nhiều năm trước. Sau khi Diane tự tử thì anh đã sống cùng với Mary 6 năm rưỡi. Ngày thứ 3 đi học, Mary ngồi xe buýt của trường. Lúc này, một bạn học nam đã lên xe với tác phẩm nghệ thuật của mình, nhưng có một kẻ bắt nạt cố ý gạt chân khiến cậu ngã nhào, tác phẩm của cậu cũng bị hỏng. Thấy kẻ bắt nạt to xác học lớp 5 nên cậu sợ đến mức không dám nói gì. Mọi người trên xe đều cười nhạo cậu, còn nói cậu là thằng ngu. Mary rất tức giận khi nhìn thấy cảnh này nên hét lớn vào mặt kẻ bắt nạt, "Này, các cậu không nên cười khi làm chuyện rõ xấu tính với một đứa trẻ." Kẻ bắt nạt không hề sợ Mary cũng đáp lại, "Mày định làm gì nào?" Mary cầm cuốn sách bìa cứng bên cạnh và bước tới đập thẳng vào mặt hắn, kẻ bắt nạt bị đánh chảy máu mũi. Mary bị gọi phụ huynh, cô bé còn sắp bị đuổi học. Sau khi Frank đến, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Mary không sao. Hiệu trưởng đề nghị đưa Mary đến học viện Oaks dành cho học sinh năng khiếu, và trường sẽ cấp học bổng toàn phần cho họ. Thông thường cha mẹ sẽ bị cám dỗ khi nghe điều này, nhưng Frank đã dứt khoát từ chối. Anh nói rằng mình không muốn Mary trở thành thiên tài, mà chỉ muốn cô là một đứa trẻ bình thường. Cô giáo rất ngạc nhiên, phụ huynh như thế này là sao? Cô tìm đến Frank và hỏi anh lý do thực sự. Mẹ của Mary từ nhỏ đã được mọi người coi là thiên tài. Đặc biệt là bà của Mary, bà đã ép cô học toán mỗi ngày dẫn đến cái chết cuối cùng của cô. Tuyệt đối không thể để Mary đi theo con đường của mẹ mình. Hôm đó, Evelyn, bà của Mary đột nhiên đến thăm. Evelyn đã biết về tài năng toán học của Mary, muốn đưa Mary đi và tự mình nuôi nấng cô bé, muốn cô bé giải những bài toán của mẹ cô để làm rạng danh tổ tiên. Frank tất nhiên không đồng ý. Evelyn đã viết thư nhờ luật sư kiện Frank ra tòa. Theo thủ tục pháp lý thì Mary cần phải sống với bà ngoại vài ngày. Bà đã đưa Mary đến gặp một giáo sư ở trường MIT. Cô bé Mary 7 tuổi sắp giải một bài toán trong thế giới toán học. Đây là bài toán do một giáo sư trường MIT đưa ra cho cô bé, chỉ một bài toán đã chiếm hết nửa cái bảng đen. Mary cau mày, xem bài toán trong 10 phút mà không nói một lời. Giáo sư quay đầu lại nhìn Evelyn, vẻ mặt đó như đang nói rằng không phải bà nói cô bé là thiên tài sao? Xem ra là không phải rồi. Evelyn rất tức giận, thật là mất mặt, vội kéo Mary ra ngoài, cứ tưởng nhặt được kho báu không ngờ lại là một con ngốc. Bà định trả Mary lại cho Frank, nhưng một câu nói của cô bé khiến bà dừng lại. Cháu thì thấy chẳng có gì nhiều để mổ xẻ.
Đề bài sai ạ, ông ấy quên dấu âm ở phần lũy thừa. Evelyn kéo Mary trở lại phòng học, Mary bước lên ghế đầu để sửa lại đề bài. Vị giáo sư cũng gật đầu, Mary bắt đầu giải. U là trời, đề toán này giáo sư phải mất 3 năm mới giải được, không một sinh viên trường MIT nào có thể giải được. Nhưng Mary giải bài theo hai cách vừa ngắn gọn vừa dễ dàng. Giáo sư rất kinh ngạc nghĩ, thiên tài, đây chắc chắn là một thiên tài trong số các thiên tài. Giáo sư hỏi Mary, cháu biết bài toán sai sao cháu không nói gì? Mary đáp, cậu Frank bảo cháu không được cãi lời người lớn, không ai thích một đứa lèo mép cả. Xem ra chỉ số IQ và EQ của Mary đều siêu cao. Evelyn lúc này rất vui và mua rất nhiều quà cho Mary, bà phải giành được quyền nuôi dưỡng Mary. Trong phiên tòa thứ hai, Evelyn đã hối lộ bố ruột Pallet của Mary, người mà cô bé chưa bao giờ gặp mặt. Bởi vì Pallet là người thân ruột thịt, có quyền chỉ định người giám hộ cho con gái. Nhưng Pallet chưa từng là người bảo hộ chân chính của cô bé, điều đó khiến thẩm phán phán quyết Pallet không đủ tư cách. Frank thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Mary đóng cửa nhốt mình trong phòng. Cô không ngờ rằng lần đầu tiên nhìn thấy bố mình là tại tòa, người bố rõ ràng cách cô không quá xa, tại sao lại không đến thăm cô? Frank đưa Mary đến phòng sinh của bệnh viện, một tiếng khóc trong trẻo truyền ra ngoài, cả nhà ngay lập tức bật dậy và ôm chầm lấy nhau đầy phấn khích, gương mặt họ nở những nụ cười rạng rỡ. Frank nói rằng, khi cháu sinh ra cũng như vậy đấy, sự xuất hiện của cháu là một món quà từ Thượng Đế. Cuối cùng Mary cũng mỉm cười. Ngay sau đó, phiên tòa thứ ba bắt đầu. Không thể mang lại điều kiện giáo dục tốt cho Mary, luật sư của Frank đã nghĩ ra cách để tìm một gia đình có điều kiện tốt để nhận nuôi Mary. Gia đình này rất tốt bụng, trong nhà có hồ bơi, đàn piano, thứ gì cũng có. Frank suy nghĩ một hồi nhưng vì tương lai của Mary anh đành phải đồng ý. Con mèo Fred này chỉ có một mắt và được nuôi dưỡng bởi cô gái thiên tài Mary. Trong giờ học Mary đã kể câu chuyện về mình và con mèo. Một tuần sau, khi Frank đến thăm Mary thì cô bé không chịu gặp anh, xem ra cô bé đã giận Frank vì đã bỏ rơi cô rồi. Hôm đó, cô giáo nhìn thấy bức ảnh của con mèo một mắt quen thuộc ở trung tâm nhận nuôi. Đây không phải là con mèo của Mary sao, cô giáo nói cho Frank biết. Anh tức tốc đến trung tâm nuôi dưỡng chó mèo và cứu Fred ra ngoài. Sau đó anh lái xe đến nhà gia đình nhận nuôi Mary, vừa đẩy cửa vào đã thấy Evelyn cũng ở đây. Hóa ra, Evelyn đã hối lộ gia đình này. Frank lạnh lùng nói, đi nào Mary, ta sẽ về nhà. Evelyn hét lên, con làm gì ở đây? Frank ném một cuốn sổ giấy trước mặt Evelyn. Lúc này Mary chạy ra ngoài. Frank vội đuổi theo, cô bé vẫn tức giận đánh vào người anh. Frank ôm chầm lấy Mary. Mary vừa khóc vừa nói. Mary cuối cùng cũng bình tĩnh lại ôm chặt lấy cổ anh và nói, cháu nhớ cậu. Frank cũng đáp lại, cậu cũng nhớ cháu. Cuối cùng hai cậu cháu cũng làm hòa. Hóa ra cuốn sổ ban nãy chính là bài toán khó đã được mẹ của Mary giải ra từ lâu. Evelyn rất ngạc nhiên, đã giải xong rồi tại sao lại không công bố? Frank nói rằng, Diane từng nói con chỉ được công bố nó sau khi chết. Evelyn kinh ngạc nói, không phải nó đã mất 6 năm trước rồi à? Frank giải thích, chị ấy không nói về cái chết của mình mà là đợi mẹ chết. Evelyn nhất thời không nói nên lời. Bà bắt đầu nghiêm túc nhìn qua những dòng ghi chép của con gái, trên mỗi trang giấy đều có dấu vết của những giọt nước mắt. Nhìn thấy điều này bà đã bật khóc, tôi đã làm gì trong suốt cuộc đời mình thế này? Là chính tôi đã giết chết con gái mình. Frank đưa tập giấy ghi chép của Diane cho bà, chỉ mong Mary có một tuổi thơ hạnh phúc. Cuối cùng Evelyn đã thỏa hiệp, bà gửi Mary đến trường MIT để học. Mary trở thành học sinh nhỏ nhất ở đây, khai thác hết tài năng của cô bé. Evelyn cũng không tranh giành quyền nuôi dưỡng nữa. Frank mỗi ngày đều đợi Mary sau giờ tan học, đưa cô bé đến công viên giải trí chơi đùa với những người bạn đồng trang lứa. Ở tuổi nào và làm những gì, đây mới là một cuộc sống hoàn hảo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Cô bé thần đồng. Câu hỏi kỳ này, các bạn có thích môn toán không? Nếu có thì bấm phím 1, nếu không thì bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.